Anh chị em thân mến, hôm nay cùng với giáo hội, chúng ta long trọng mừng lễ mẹ Mân Côi. Xin mời anh chị em đứng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilea tên là Nazareth đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse thuộc chi họ David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng Kính chào bà đầy ơn phước. Thiên Chúa ở cùng bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. Nghe lời đó, bà bối rối tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì thiên thần liền thưa Maria đừng sợ vì đã được nghĩa với Chúa. Này bà sẽ thụ thai sinh một con trai và đặt tên là Giêsu, người sẽ nên cao trọng và được gọi là con đấng tối cao. Thiên Chúa sẽ ban cho người ngôi báu David tổ phụ người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà gia cóp và triều đại người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần, Việc đó sẽ đến thế nào được vì tôi không biết đến người nam. Thiên thần thưa, Chúa Thánh thần sẽ đến với bà và uy quyền đấng tối cao sẽ bao trùm bà. Vì thế, đấng bà sinh ra sẽ là đấng thánh và được gọi là con thiên chúa. Và này, Isave, chị họ bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già. Và nay đã mang thai được sáu tháng người mà thiên hạ gọi là son sẻ. Vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Maria liền thưa, Này tôi, là tôi tớ của Chúa. Tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền. Và Thiên Thần cáo biệt bà. Anh chị em thân mến, Sống trên đời này ai mà chẳng muốn cho cuộc đời tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Thế thì chúng ta kín múc niềm vui đó ở đâu? Và dệt hạnh phúc đó ở chỗ nào? Phải chăng niềm vui mua được bằng tiền bạc? Anh chị em. Ông Hoàng Nhiệm Trung, một tỷ phú giàu bậc nhất của Đài Loan nhưng khi chết đi lại chết trong cô quạnh thế hài được đặt trong bệnh viện không di ảnh không bạn bè không người thân ôi tiền bạc đầy trong túi đã mang lại cho ông được bao nhiêu nụ cười thưa anh chị em ông claudio Giacobassi, được mệnh danh là tỷ phú kim cương tài sản của ông lên đến hàng ngàn tỷ đô la cuối cùng ông cũng đã chết tân truồng một cách thảm thiết một cách bí ẩn tại một khách sạn ở ý mà mãi cho tới hôm nay cảnh sát ý cũng không thể đưa ra một câu trả lời thỏa đáng về cái chết của ông tiền đầy trong người đã làm cho ông bao nhiêu được niềm vui thưa anh chị em Do đó có người đã đề ra một cách sống để có cuộc đời an vui. Phải cố gắng giữ được bảy điều này. Trong bảy điều đó không có một điều nào nói đến tiền. Thứ nhất, duy trì sức khỏe tốt. Thứ hai, có một tấm lòng nhân ái. Thứ ba, chủ ý tính ý niệm. Thứ bốn, bảo trì tâm tính. Thứ năm, biểu hiệu khuôn mặt hòa nhãn. Thứ sáu là tu khẩu. Thứ bảy, hành động vì mọi người. Anh chị em. Để mua được niềm vui, thì phải có được bảy điều này theo một số người nghiên cứu. Thế nhưng con người sống trong bệ ải trần gian này, tham sân si luôn luôn theo sát Phật người như hình với bóng. Cho nên để có được bảy điều này, trong cuộc sống để làm sao cho an vui thì quả thật là một chuyện không đơn giản. Thế nhưng anh chị em thân mến, riêng Đức Maria thì có tràn đầy niềm vui. Niềm vui của mẹ không đến từ những chuyện phù phiếm ở trần gian nhưng đến từ Thiên Chúa. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Vâng mẹ maria đã tìm cho mình một niềm vui khởi đi từ việc mẹ kết nối mật thiết với thiên chúa đến nỗi thiên thần phải tụng ca mẹ là đấng đầy ân sủng đầy ân sủng của thiên chúa thưa anh chị em đó quả là một đại phúc bởi vì ân sủng của thiên chúa là kho tàng mang lại niềm vui bất tật Người có tràn ân sủng của Chúa cũng có nghĩa là người đó tràn ngập vinh quang của Chúa. Vì có Chúa ở cùng, mà Chúa chính là ân sủng. Thật ra, thưa anh chị em, ngay từ buổi ban đầu của công trình tạo dựng, trái đất đã đầy ân sủng của Thiên Chúa. Ngài đã phụ kín các thù tạo bằng các ân huệ của Ngài, và đặc biệt đối với con người thủ tạo được tạo thành giống hình ảnh của Thiên Chúa, một sự tạo thành mang dáng dấp của việc truyền sinh. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh của chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mọi mặt đất này và mọi giống vật bò dưới đất. Và như thế Thiên Chúa đã ban cho con người tràn đầy ân sủng của Chúa vì được giống như Chúa. Con người được sống trong mối tương giao bằng hữu với Thiên Chúa. Có thể nói, ân sủng là không gian để thụ tạo có thể gặp được đấng tạo hóa. Thế nhưng ân sủng của Thiên Chúa ban tặng cho con người đã bị lấy đi khi con người chống lại lệnh truyền của Thiên Chúa tác giả sách sáng thế đã nói lên sự gãy đổ trong mối tương giao bằng hữu với Thiên Chúa. Con người sau khi phạm tội. Sách sáng thế nói, nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày. Con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt với Đức Chúa là Thiên Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: Ngươi ở đâu? Con người thưa. Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, nhưng con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lận trốn. Vâng, khi nghe lời quỷ giữ chống lại lệnh truyền của Thiên Chúa, ân sủng của Chúa bị thu hồi, con người rơi vào cảnh khốn cùng. Và chết là thảm họa khủng khiếp mà con người phải chịu khi ân sủng của Chúa không còn ở với con người. Tuy nhiên, thưa anh chị em, Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Ngài không có một trái tim chai cứng và lạnh lùng. Ngài thu hồi ân sủng từ nguyên tổ, không có nghĩa là ân sủng đó bị đóng băng. Bởi Thiên Chúa hàng sống, cho nên ân sủng luôn mãi tồn tại và sống động ở nơi thiên chúa vì thế ngài đã trao ban ân sủng này trong một trật tự tạo thành cho một người nữ đức maria thưa anh chị em thiên chúa thu hồi ân sủng từ một người nữ đầy tham vọng để trao ban ân sủng cho một người nữ khác một người nữ khiêm cung và không bao giờ đi trạch ra khỏi đường lối của thiên chúa để nhờ đó thiên chúa ra tay cứu vớt nhân loại khỏi cạnh trầm luân trong sự chết vâng mẹ đầy ân sủng chúa vì mẹ luôn đặt mình trong mối tương giao bằng hữu với thiên chúa bằng một lối sống chuyên chăm tìm hiểu sách thánh qua sự hướng dẫn của những bậc khôn ngoan đạo đức mẹ lấy thánh ý làm lương thực và là động lực cho mọi dự tính của cuộc đời. Mẹ không lấy thời gian để đi mua sắm những niềm vui chóng qua, không lên kế hoạch để hướng tới một cuộc sống giàu tiền nhiều bạc. Thời gian của mẹ là thời gian được thánh hóa để đưa mẹ về với bầu khí của buổi tạo dựng ban đầu, một bầu khí bình an trong mối tương giao nghĩa tình với thiên chúa vì đối với mẹ không có gì hạnh phúc hơn ngoài việc được kết hợp mật thiết với thiên chúa và được thiên chúa ở cùng việc mẹ đã nỗ lực kiến tạo được bầu khí của buổi tạo dựng ban đầu đã làm đẹp lòng thiên chúa tổng lãnh thiên thần gabriel đã minh định điều đó thưa bà maria xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Bởi đó, hôm nay khi giáo hội mừng lễ mẹ mân côi, không chỉ là tạ ơn mẹ vì mẹ đã thương ra tay trợ giúp để đưa tới một cuộc chiến thắng quyết định của đạo quân công giáo trước quân hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ dưới thời đại đế Ottoman trong trận hại chiến tại vịnh Le Ponte Ngày mùng 7 tháng 10 năm 1571. Nhờ lời kinh mân côi. Nhưng thưa anh chị em trên hết, giáo hội muốn mời gọi con cái của mình ngước nhìn lên mẹ để dõi bước chân mẹ. Hầu có thể sắm cho mình một niềm vui lớn lắm. Một niềm vui được dệt lên bằng ân sủng của Thiên Chúa, được Thiên Chúa ở trước tiên chúng ta hãy bắt chước mẹ kiến tạo một mối tương giao mật thiết với thiên chúa qua đời sống cầu nguyện vì đây là con đường để thiên chúa đến gặp gỡ chúng ta và qua đó chúng ta gặp gỡ được thiên chúa nhờ đó chúng ta khám phá ra thánh ý của chúa để rồi như mẹ maria chúng ta cúi đầu sẵn sàng thưa xin vâng kế đến. Khi bước theo chân mẹ, chúng ta sẵn sàng để mình trở thành những người thợ làm nghề trong vườn nho của Chúa. Hầu mưu cầu phần rỗi cho tha nhân qua việc khiêm cung cộng tác với tất cả mọi thành phần dân Chúa, thực thi những phần vụ khác nhau trong đời sống kỳ tô hữu của mình với trọn vẹn trái tim yêu thương, yêu Chúa, và yêu các linh hồn. Đàn khác thưa anh chị em, khi mừng lễ Mẹ Mân Côi, giáo hội cũng muốn con cái mình tìm về lại đúng căn tính của mình, căn tính của một người Kitô hữu, căn tính được đúc nén từ cuộc đời Chúa Kitô, từ mầu nhiệm nhập thể chết và phục sinh của người. Vâng, thưa anh chị em chúng ta sẽ tìm đúng căn tính Kitô hữu của mình khi từng người trong chúng ta kết nối đời mình với mẹ Maria để có được cái nhìn như mẹ về Chúa Kitô và có nhìn như mẹ về Chúa Kitô chúng ta mới có thể khám phá ra căn tính tích thật của Chúa Kitô ở nơi từng người chúng ta bởi nói như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nhị trong Tông Thư Rosarum Virginis. Việc chiêm ngưỡng Chúa Kitô tìm thấy nơi Đức Maria một mẫu gương vô song. Dung nhan của người con đặc biệt thuộc về Đức Maria. Chính trong cung lòng của mẹ mà Đức Kitô được hình thành. Đón nhận từ nơi mẹ một nét giống nhau về phương diện nhân loại. Điều đó gợi lên một sự gần gũi, thân mật hơn về mặt thiêng ly. Không ai đã say xưa chiêm ngưỡng dung nhan Đức Kitô một cách trung thành như Đức Maria. Đôi mắt tâm hồn của mẹ đã hướng về người ngay từ lúc truyền tin. Khi mẹ cứu mang người nhờ quyền năng Chúa Thánh Thánh. Mẹ có một cái nhìn xuyên thấu một cái nhìn có khả năng thấu hiểu tâm tư của Đức Giêsu xu Đến nỗi mẹ hiểu được những tình cảm sâu kín của người và biết trước những quyết định của người như tại tiệc cưới Cana. Có khi lại là một cái nhìn đau buồn, đặc biệt khi mẹ đứng dưới chân thập giả. Nơi đó cái nhìn của mẹ vẫn luôn là cái nhìn của một người mẹ trao ban sự sống. Vì mẹ không chỉ chia sẻ cuộc khổ nạn và cái chết của người con Nhưng mẹ còn đón nhận người con Được trao ban cho mẹ Qua người môn để yêu dấu Sáng ngày phục sinh Cái nhìn của mẹ tỏa ra niềm vui phục sinh Và sau hết vào ngày lễ ngũ tuần Cái nhìn của mẹ rực cháy Vì tràn đầy thánh thánh Thưa anh chị em Giỏi theo mẹ là học biết cái nhìn của mẹ về đức Kitô như thế, để rồi từ những cái nhìn đó chúng ta biến cuộc đời của chúng ta trở nên giống như Chúa gắn kết với đức Kitô và như thế căn tính đích thật của con người của chúng ta rực sáng và chúng ta sống trọn sứ vụ của một người Kitô. Lạy Mẹ Mân Côi, Mẹ Thiên Chúa xin cầu bầu cùng chúa cho chúng con lúc này và trong giờ lâm tự amen